Om Namasvaya. Chào bạn, người tôi tha thiết yêu thương. Tôi là chuyên gia yoga cổ điển Nguyễn Hiếu. Đây là lời chào đón chính thức đến với Yoga 30 ngày đánh thức sức mạnh và vẻ đẹp cùng Nguyễn Hiếu. Bạn thân mến, trong cuộc sống, muốn thành công chúng ta cần phải có sức khỏe thật tốt để thực hiện những ước mơ và hoài bão của mình. Nhưng một thực trạng đáng cảnh báo hiện nay là số lượng người mắc bệnh khi còn trẻ là rất lớn do thói quen ít vận động và ngồi nhiều ở một tư thế gây ảnh hưởng trầm trọng tới toàn bộ hệ thống xương khớp. Vì thế, nó sẽ làm chèn ép các dây thần kinh, kém lưu thông khí huyết và đó là nguyên nhân gây lão hóa và gây già rất nhanh. Thậm chí chúng ta có thể khi ở cái độ tuổi còn rất trẻ mà đã bị đau xương, đau khớp, đau lưng. Đó, nó sẽ là nguyên nhân mà gây ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và tới công việc của chúng ta. Thậm chí những chức năng sinh lý còn bị suy giảm thì nó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới hạnh phúc gia đình. Từ khi nhận được chân lý này, tôi bắt đầu tập trung và chăm lo cho sức khỏe của mình và tôi đã tìm ra một phương pháp, đó là yoga cổ điển. Nếu muốn một cơ thể luôn luôn trẻ khỏe cho tới khi cuối cuộc đời thì chúng ta cần phải luyện tập thường xuyên để phát triển tinh thần lạc quan, vui vẻ và lòng nhân ái. Và tôi nhận thấy đã đến lúc có thể chia sẻ với các bạn bí mật để giúp các bạn đánh thức sức mạnh và vẻ đẹp ẩn sâu bên trong con người là để giúp các bạn luyện tập được dễ dàng hơn. Trước tiên, nếu bạn là người mới tập, hãy thư giãn và hãy chọn cho mình một nơi thích hợp cho việc trải nghiệm này. Thậm chí bạn chỉ cần có một tấm thảm hoặc một tấm khăn bằng chiếc gối và bạn có thể luyện tập ngay cả khi không có chúng. Bạn chỉ cần thực sự thoải mái và sẵn sàng 30 ngày luyện tập yoga cùng tôi. Thank you.